Mình sẽ chia sẻ với các bạn cái món ốc vít xào với nước cốt dừa nhé. Trước tiên là mình sẽ mang đi ốc này, đi luộc với một chút nước này, và thêm sả này, thêm lá bưởi hoặc lá chanh vào, và thêm trái ớt vào. Chúng ta luộc. Và trước khi luộc thì các bạn lưu ý là cái con ốc này của chúng ta nhé, các bạn phải chặt cái đít của nó ra như này, rửa sạch, sau đó chúng ta chặt cái đít của nó ra như vậy nhé. Để sau đó chúng ta mới mang đi chúng ta luộc. Đun sôi nước lên, thì để cho nó sôi nước lên là được ý. Sau đó mình sẽ vớt ốc ra rồi mình mang đi xào. Khi mà ốc đã luộc sôi rồi nhá, thì chúng ta sẽ đổ cái nước này ra và chúng ta đi phơi phi tỏi với sả để chúng ta xào ốc với nước cốt dừa. Bây giờ các bạn phi tỏi, sả này và ớt này lên này, cho thêm ít ớt bột cho màu nó đẹp. Ớt Hàn Quốc này nó không bị cay đâu. Khi mà thơm lên rồi, chúng ta cho ốc vào. Tiếp đến chúng ta sẽ cho nước cốt dừa. Cho nước cốt dừa vào như vậy xong thì chúng ta sẽ cho mình một ít hạt lêm. Tùy theo các bạn ăn đậm đến đâu các bạn cho nhé. Ít tương ớt này. Đường để chúng ta xào cùng. Bạn nào thích ăn chua thì cho thêm ít me nhé, hoặc là cơm mẻ tùy theo các bạn. Mình thì mình cho tương ớt rồi, cho nên mình không cho, vì tương ớt nó cũng có vị chua rồi. Cho đường vào. Tùy theo khẩu vị các bạn mà các bạn gia giảm. Và bây giờ chúng ta đun khoảng 3 đến 5 phút để cho cái nước này nó hòa quyện vào bên trong ốc. Sau khi ăn thì chúng ta chỉ sẵn hút rồi, vì cái ốc mình đã chặt cái đít rồi. Sau khi mình xào xong nhé các bạn, thấy cái nước nó sền sệt như này nhé, là được rồi nhé. Bây giờ mình cho ra đĩa. Cái nước sốt sền sệt rất là ngon luôn. Các bạn bắt cắt cho mình vài cái lá chanh hoặc là lá dăm nhé, tùy theo các bạn thích ăn cái lá gì cho lên. Mình cho lá dăm. Và mình đã hoàn thành được cái món ốc vít xào với nước cốt dừa này. Cái nước cốt dừa thì sền sệt như này này, chúng ta dùng để chúng ta chấm này, bánh mì này, ăn cực kỳ ngon, hoặc hút ốc chấm vào. Bây giờ mình sẽ dừng cái clip về ốc vít xào cốt dừa ở đây nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Mm-hmm.